Thưa quý khán giả và các đồng chí, vào chiều tối qua theo giờ Hà Nội, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã gặp và hội đàm. Nhân dịp này, hai bên đã ra tuyên bố chung, trong đó hai nhà lãnh đạo hoan nghênh một giai đoạn mới của mối quan hệ và hợp tác song phương với việc nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Hoa Kỳ ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng. Trong khuôn khổ quan hệ mới này, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh các nguyên tắc nền tảng, định hướng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, bao gồm tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và tôn trọng thể chế chính trị, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa việc hợp tác trên các lĩnh vực nhằm bảo đảm lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Tuyên bố chung cũng đã đề cập đến các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, bao gồm quan hệ chính trị ngoại giao nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, xây dựng và củng cố lòng tin chính trị. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tăng trưởng kinh tế bao trùm dựa trên đổi mới sáng tạo, đóng vai trò nền tảng cốt lõi và động lực quan trọng của quan hệ song phương. Việt Nam và Hoa Kỳ quyết định đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực số, coi đây là đột phá mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Tuyên bố chung cũng nêu các nội dung cụ thể hợp tác giữa hai nước, trong đó có hợp tác giáo dục và đào tạo, hợp tác về khí hậu, năng lượng, môi trường và y tế, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân, thể thao, du lịch, hợp tác quốc phòng an ninh, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, phối hợp về các vấn đề khu vực và quốc tế. Trong tuyên bố chung, Việt Nam-Hoa Kỳ cũng nêu rõ, kể từ khi bình thường hóa quan hệ song phương từ năm 1995, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã phát triển mạnh mẽ, sâu sắc, thực chất và hiệu quả. Chương mới này sẽ đưa quan hệ đối tác Việt Nam-Hoa Kỳ lên tầm cao mới. Cùng nhau, hai nước sẽ hiện thực hóa nguyện vọng của người dân về một tương lai tươi sáng và năng động, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực quan trọng này cũng như trên toàn thế giới. Chiều nay 11 tháng 9 tại Phủ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp và chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ tin tưởng với niềm tin, sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau với xung lực mới mà hai nước xác lập trong chuyến thăm Việt Nam lần này của Ngài Tổng thống Hoa Kỳ. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam, Hoa Kỳ sẽ phát triển mạnh mẽ và thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới. Theo Chủ tịch nước, gần 50 năm qua, hai bên đã chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng và những bước tiến mạnh mẽ với những thành tựu vượt bậc trong nhiều lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam, Hoa Kỳ, từ kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo đến các cơ chế đối thoại, phối hợp trên nhiều vấn đề, lĩnh vực. Trong đó, hai bên đạt kết quả nổi bật trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh như dự án tẩy độc dioxin, chất độc da cam, các hình thức hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 2, thứ 3, giả phá bom mìn, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam. Mới đây nhất, Việt Nam và Hoa Kỳ đã hợp tác giám định mẫu hải cốt liệt sĩ Việt Nam chưa xác định được danh tính. Chủ tịch nước đánh giá cao và cảm ơn các thế hệ chính quyền, nhân dân Hoa Kỳ, đặc biệt là Ngài Tổng thống Joe Biden và phu nhân, đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực nhân đạo. Nhân dịp này, Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn các cơ quan, tổ chức và cá nhân của hai nước, qua nhiều thế hệ đã không ngừng vun đắp, phát triển mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Trong đó có cố Thượng nghị sĩ John McCain, đặc phái viên John Kerry, cựu Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, những người bạn gắn bó lâu năm của Việt Nam. Trong bài phát biểu đáp từ tại chiêu đãi, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đề cao những nỗ lực của hai nước để nắm bắt tiềm năng của tương lai. Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh đó là cơ hội lớn lao về sự thịnh vượng cho người dân hai nước. Đề cập những điểm chung, những cố gắng của nhân dân hai nước cùng nỗ lực vun đắp cho việc cải thiện và thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ, Tổng thống Joe Biden cảm ơn cố Thượng nghị sĩ John McCain, đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về khí hậu John Kerry và nhấn mạnh
Đây là minh chứng cho quãng đường dài mà hai nước đã đi qua. Nhưng quan trọng hơn là Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tiến lên trong tương lai. Đó chính là lý do hai bên xác lập mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, để cùng tiến lên phía trước, cùng đối phó với những thách thức, cùng nhau đón nhận tương lai. Trước đó vào trưa nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Thủ tướng Phạm Minh Chính chào mừng Tổng thống Joe Biden và đoàn đại biểu cấp cao Hoa Kỳ có chuyến thăm tới Việt Nam. Cảm ơn Ngài Tổng thống đã dành tình cảm rất đặc biệt cho Việt Nam trên các cương vị khác nhau và có vai trò rất quan trọng cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đến đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững như ngày nay. Thủ tướng chia sẻ với Tổng thống Joe Biden về nỗi đau thương mất mát của người dân Hoa Kỳ trong vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Quan điểm của Việt Nam là chống khủng bố dưới bất cứ hình thức nào. Việc hợp tác quốc tế để chống khủng bố là rất quan trọng, nhất là hợp tác với Hoa Kỳ. Tổng thống Joe Biden bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị nồng hậu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho ông và đoàn đại biểu cấp cao Hoa Kỳ. Tái khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng. Để triển khai hợp tác đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Thủ tướng đề nghị hai bên dành ưu tiên cho các lĩnh vực, đó là thúc đẩy quan hệ trên tất cả các kênh, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đột phá trong hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo, thúc đẩy ứng phó biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng tái tạo, quốc phòng an ninh và ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn đa phương, hợp tác tiểu vùng sông Mekong và lập trường nguyên tắc vai trò trung tâm của ASEAN trong vấn đề Biển Đông. Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Ngài Tổng thống và phía Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Trưa cùng ngày, Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng dự hội nghị cấp cao Việt Nam-Hoa Kỳ về đầu tư và đổi mới sáng tạo. Hội nghị có sự tham dự của đại diện các bộ ngành cùng nhiều doanh nghiệp Việt Nam-Hoa Kỳ. Cũng trong chiều nay, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến thăm nhà Quốc hội Việt Nam, đánh dấu sự có mặt lần đầu tiên của một Tổng thống Hoa Kỳ tại đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào mừng Tổng thống Joe Biden thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, chúc mừng cuộc hội đàm rất thành công của Tổng thống với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời ủng hộ và hoan nghênh hai nước xác lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, mở ra chương mới trong quan hệ hai nước, kể cả kênh đảng, nhà nước, quốc hội và giao lưu nhân dân. Tổng thống Joe Biden cũng bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước Việt Nam, tươi đẹp và mến khách, cho biết những nội dung hợp tác quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã thỏa thuận ký kết sẽ thúc đẩy quan hệ hai nước có bước phát triển mới trong tương lai. Đề nghị Quốc hội Việt Nam tiếp tục có những chính sách để hiện thực hóa các thỏa thuận đã ký kết. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã chứng kiến việc trao kỷ vật chiến tranh giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và đại diện Hoa Kỳ, thể hiện mong muốn của hai bên trong việc hàn gắn, giải quyết hậu quả chiến tranh, xây dựng lòng tin giữa hai nhà nước và nhân dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ cùng chính phủ triển khai kế hoạch hành động để thực hiện tuyên bố chung giữa hai nước.